Rất tốt. Ta nhận thua rồi. Các hạ công phu cao cường, thật khiến người ta vô cùng nể phục. Không biết các hạ sử dụng võ công của môn phái nào? Đi. Sao các hạ có được nó? Đảo hiệp khách. Được, ta đi cùng ngài. Các vị, ta đi cùng bộ họ. Thiên Hư huynh đệ, ta năm đó từng hứa với Sử Tiểu Thúy truyền cho bà ấy Thái Cực Đao. Sau này bà ấy gả cho Bạch Tự Tại, sẽ có một ngày bà ấy đến đây. Khi nào bà ấy tìm đến võ đài, xin nhờ đệ thay ta hoàn thành tâm nguyện. Được, cáo từ. Bảo trọng trọng đại sư huynh. Chưa, bọn chúng tới rồi. Người của Thiết Xoa Bang chết hết rồi. Hả? Bọn chúng đến rồi. Người của Thiết Xoa Bang đừng. Rất tốt đó. Thiết Kỷ hai vị chính là nhị sứ thưởng thiên phạt ác đảo hiệp khách. Nghe danh đã lâu. Giả tạo. Hắc Bạch Song Kiếm, hôm nay nhiều người đến đây như vậy, ta và lão tứ không cần vất vả chạy đi tìm rồi. Chứ về anh hùng, xin mời. Xin hỏi hai vị, những người tới đảo hiệp khách rốt cuộc đã bị các vị giết ra sao? Nói rõ ràng rồi chúng ta động thủ. Đó là do bọn họ không chịu về, bọn ta còn cách nào được đây? Đảo hiệp khách tàn hại võ lâm mấy chục năm nay, hôm nay có mặt chúng huynh đệ, các ngươi cho rằng liệu mình có thể toàn mạng quay về không? Tàn hại võ lâm là Đông Nam đại hiệp của phái Không Động Đường Quý tiên sinh, có đúng không? Vào năm ngươi 29 tuổi, dùng cổ dược độc chết ân sư truyền dạy võ công cho mình, Uông Đại Điên. Năm ngươi 33 tuổi, uống rượu cùng Thanh Linh Tử phái Võ Đan, vì tham kiếm phổ trên người của hắn, dùng kiếm sau lưng giết chết hắn. Phái Không Động không dùng kiếm, ngươi cho rằng học lén được vài chiêu Thiếu Lâm Đạt Ma Đao Pháp thì có thể xóa hết nợ này hay sao? Ngươi ăn nói hồ đồ, ngươi có chứng cứ không hả? Đúng vậy. Quý bang có ngũ vị trưởng lão phát hiện ra chứng cứ ngươi dùng cổ độc, vốn dĩ định phế võ công của ngươi, cách chức ban chủ ngươi đang nắm giữ. Nhưng mà không ngờ ngươi lại bỏ tiền nhờ Bối Hải Thạch của Trường Lạc Bang bắt cóc con tin cho ngươi. Chào hỏi, Bối tiên sinh của Trường Lạc Bang đã đến đây chưa? Bối mổ ta tới rồi đây. Xin hỏi có chuyện này hay không? Đường huynh là khách hàng lớn của bọn ta, không tiện nói nhiều. Còn cần ta nói ra từng chuyện nữa không? Đông Nam đại hiệp, ai mới là kẻ tàn hại võ lâm đây? Ai đã làm phụ lòng hai chữ hiệp khách? Người ăn nói hồ đồ, ta hoàn toàn không biết các người nói gì. Lão tử không sợ tới đảo hiệp khách ăn cho làm bát đâu. Loại người tiểu nhân đê tiện như ngươi cũng không xứng lên đảo ta ăn cháo đâu. Lão tứ, lệnh thưởng thiện phạt ác của chúng ta đưa cho vị Đông Nam đại hiệp này trước đi. Để ta tự tới lấy luôn đi. Đấy. Trời, vậy là sao hả? Chết rồi. Đa tạ hai vị đã làm rõ cái chết của Thanh Linh Tử sư thúc. Nhưng mà hôm nay anh hùng thiên hạ hội tụ chỗ này là muốn thay nhau quyết đấu với hai vị. Người triệu tập chính là hai chúng tôi, hãy để bọn ta lĩnh giáo trước. Khoan đã. Sao hả? Lẽ nào Đông Nam đại hiệp này không đáng giết hay sao? Nghiệp hắn gây ra tự khắc sẽ bị ông trời trừng phạt, nhưng mà hai vị lại không ngừng gây nên sóng gió khiến giang hồ nhuộm đầy máu tanh. Đây không phải tội ác hay sao?
Thật không ngờ Hắc Bạch Song Kiếm lại cố chấp đến vậy. Ông trời phạt hắn hả? Lúc hắn dùng độc hại chết sư phụ của mình, ông trời đang ở đâu? Thanh Linh Tử tin tưởng hắn như vậy, có giao tình kết bái với hắn. Lúc hắn ra tay giết sư huynh đệ của mình, ông trời đang ở đâu? Mọi người chỉ biết chờ ông trời đến trừng phạt. Thành Trang chủ, ta hỏi ông, đứa lớn song sinh của ông, khi nó bị Mai Phương Cô bắt đi, ông trời khi đó đang ở đâu? Nếu các người đều biết tất cả mọi chuyện, mau nói cho ta biết Mai Phương Cô đang ở đâu. Nói cho các người để các người đi giết cô ta hay sao? Các người báo được thù, tiếng xấu tàn hại võ lâm này vẫn lại quy lên đầu hai huynh đệ bọn ta mà thôi. Đừng có nằm mơ. A-di-đà-phật. Lão nạp Diệu Quang Thiếu Lâm xin hỏi hai vị, Diệu đế sư huynh ta đang ở đâu? Sư huynh của ông đang sống trên đảo rất mạnh khỏe, là do ông ta không muốn về. Bọn ta cũng không miễn cưỡng, nhân tiện bọn ta cũng phát cho ông ta một thẻ bài, mời ông ta cùng bọn ta lên đảo ăn cháo làm được. Ta muốn đích thân lĩnh giáo công phu của đảo hiệp khách, nếu thua lão nạp tự khắc đến đó. Lão tứ, ta đảm nhiệm mời miệng để phụ trách động thủ, sao vậy chứ? Định để mình ta làm hết hay sao? Mời. Trẻ tuổi như vậy, lợi hại thiệt đó. Loại nội lực lấy cương đối cương này, sao hắn có thể luyện được đó chứ? Đa tạ thủ hạ lưu tình, hai vị nội lực vô cùng tinh túy, lão nạp bội phục. A Di Đà Phật, đảo hiệp khách, lão nạp tự khắc sẽ đến. Phần đạo Ngô Trúc phái võ đàn tới đây mong hai vị đặc sứ lĩnh giáo vài chiêu. Được, lời khách khí, không cần nói nhiều. Xin mời. Mời. Ngài dùng binh khí gì? Hai bọn ta trước giờ luôn dùng tay không. Ta sẽ tiếp hai chiêu với đạo trưởng. Nếu đạo trưởng thua ta, thì mời đạo trưởng lên đảo ăn cháo. Được. Trời ơi. Lợi hại mà. Không thể tin nổi vào mắt mình. Lợi hại quá. Làm sao đấu lại đây? Lão tứ, để sao vậy? Để trúng độc rồi. Để dân công trị thương trước, bọn họ để mình lo. Chuyện này là sao vậy? Lúc nãy còn bình thường mà. Sao phải đó, biến thành như vậy? Bọn họ bị trúng độc rồi. Tất cả mọi người, chúng ta không lên đi. Là yêu thuật, bọn chúng biết yêu thuật. Không phải yêu thuật, mà là trúng độc. Họ Thành kia, tên phản đồ nhà ngươi,
người phản bội Tuyết Sơn phái chạy đến đi. Không ngờ bây giờ lại cấu kết với bọn người đảo hiệp khách. Người làm như vậy còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ Hắc Bạch Song Kiếm của ngươi? Còn mặt mũi nào đối diện đồng môn Tuyết Sơn phái hả? Con trai. Hả? Thạch Quỳnh, Quỳnh để ta nói. Tiểu tử thối, cút! Ta không cút. Hôm nay là đại hội võ lâm, việc trừ hai tên hung thủ đảo hiệp khách, món nợ của chúng ta để sau rồi hãy tính. Cút! Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ta, muốn giết đại ca nhị ca thì giết ta trước đi. Nếu con khốn kiếp nhà ngươi, cái gì mà đại ca nhị ca? Con muốn đối đầu với võ lâm thiên hạ sao? Nghe lời ta, mau qua đây. Ngọc Nhi, nghe lời bạch sư phụ của con, mau qua đây. Đứa trẻ này, nó dám bảo vệ hai tên hung thủ của đảo hiệp khách. Tuy nó đã từng là đệ tử của Tuyết Sơn phái, nhưng mà hôm nay nó đối đầu với võ lâm thiên hạ, ta phải giết nó. Nhưng mà không phải hôm nay. Xin các vị cứ tự nhiên. Các vị đừng qua đây mà. Dừng tay, dừng tay. Các vị, các vị anh hùng, xin nghe ta nói. Con trai, mau qua đây đi. Đừng qua đây. Cha mẹ con ở đây, anh hùng thiên hạ cũng ở đây. Dù xảy ra chuyện gì, cha mẹ sẽ gánh vác cho con. Hai người sau lưng con hơn mười mấy năm nay, tội ác chồng chất, con trẻ không hiểu chuyện, bị họ lợi dụng, mọi người có thể hiểu mà. Ngọc Nhi, con thà đi tin hai kẻ này, đi tin hai kẻ mà con vừa mới quen biết, cũng không chịu tin cha mẹ của mình sao? Con đã từng thề không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngươi tiểu tà chủng, ngươi câu kết kẻ gian lại còn da mồm, ta thấy người chán sống rồi. Phu nhân, chẳng lẽ bà cũng muốn tiếp tay cho đảo hiệp khách sao? Dương sư phụ, ông muốn giáo huấn đồ đệ, ta không cản ông. Nhưng mà ông nhìn nó xem, tay không tất sắc, cũng không nói tiếng nào đã động thủ, liệu có mất thể diện không? Được. Họ Thạch kia, ngươi muốn tự mình tìm một thanh kiếm hay là muốn dùng hắc kiếm của cha ngươi? Ta không biết dùng kiếm, ta chỉ biết dùng đao à. Đúng là trò cười của thiên hạ. Người ở Tuyết Sơn phái bao nhiêu năm như vậy lại nói mình không biết dùng kiếm. Chẳng lẽ quyền tổ song kiếm các ngươi có đạo pháp gia truyền hay sao? Thằng bé đòi dùng đao thì đưa cho nó đi. Tay không đánh với ngươi, truyền ra ngoài mặt mũi biết để đâu chứ. A Tú, chưa vậy, ai có thể cho ta mượn đao, đánh thắng được ta rồi hẳn giết đại ca và nhị ca ta. Nè huynh đệ, mượn đao của huynh một chút. Tiếp đâu. Hả? Đứa trẻ này học được đao pháp ở đâu so với Tuyết Sơn kiếm pháp cao minh hơn nhiều? Đao pháp hay, đao pháp hay, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Sư phụ, bị sao không vậy? Người xem đao pháp của con có dùng đúng không? Quá vậy, đáng mà. Đáng chết, sao nó lại dám cười nhạo Tuyết Sơn phái chứ? A-di-đà-phật. Đại sư, ông cũng đến để đánh nhau sao? Trưởng môn sư huynh của Thiếu Lâm tự ta đã bị hai ca ca của cậu đem đi, đến nay sống chết chưa rõ. Hay là cậu nghe ta nói như vậy có được không? Hai người bọn họ trúng độc không nhẹ, ta đưa họ về Thiếu Lâm tự dưỡng thương, chờ sau khi vết thương bình phục, chỉ cần nói ra tung tích của trưởng môn sư huynh ta, Thiếu Lâm tự ta tuyệt đối không đối địch với các người. Không được, ông và bọn họ đều cùng một phe, nếu như muốn qua đó phải đánh bại ta trước. Được, mời. Đại sư, xin chờ một chút, ta phải đi cứu đại ca nhị ca trước. Đại ca nhị ca, hai huynh sao rồi? Tâm đệ, để nghe ta nói. Để ấn vào quyệt linh đài của ta, dùng nội lực hút ra. Lão tứ cũng vậy. Thank you.
ca, chị ca, hai huynh thấy đỡ chưa? Đại sư, ra tay đi. Lên đi. Diệu Quang đại sư, nhiệt tử do ta nuôi dạy không dám làm phiền đại sư, xin để phục vụ chúng tôi tự mình ra tay. Được được, nên mời hai vị. Mời hai vị, xin mời. Đánh rơi đào của nó rồi chúng ta cướp nó đi. À, đừng 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 đừng. Đừng mà. Hôm nay quả là chuyện hiếm có đó. Đầu tiên là sư phụ đánh đồ đệ, tiếp tới cha mẹ đánh con trai. Ta nói Hắc Bạch Song Kiếm này, đánh tiếp như vậy Đinh Bất Tử ta cũng nhìn không nổi nữa đâu. Hai người là tiền bối võ lâm, lại là người lớn, đánh nhau với một tiểu tử, hai người có thấy mất mặt không đây? Đinh tứ gia có cao kiến gì? Chỗ của ta có một tiểu huynh đệ lái thuyền, cũng học được vài đường kiếm pháp cơ bản. Tiểu tử, vậy ngươi có cần huynh đệ này của ta giúp đỡ ngươi không? Cần. Đi đâu vậy? Quân chạy khắp nơi để tìm muội. Đừng nói chuyện. Muội đi giữ chân tên tiểu tử kia, quân đi cướp Ngọc Nhi. Sử dụng tứ sinh kiếm pháp chứ? Đa tạ tam đệ, đệ nghỉ trước đi, những chuyện còn lại để đó cho bọn huynh. Sao rồi? Huynh không sao đâu. Còn có vị anh hùng nào muốn lên nhận lệnh thưởng thiện phạt ác không? Chúng ta cùng nhau ba mặt một lời. Hãy huynh đệ bọn ta đến phát cho từng người.
Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Bắt chân lớn, Ngọc Nhi. Trời, Ngọc Nhi. Đây, nè. Vậy là sao? Phải đó. Ơi, phải rồi. Đồ đi đâu vậy? Làm sao bây giờ? Đi thôi. Kẻ bịt mặt lúc nãy là ai vậy? Chuyện này. Mau lên. Chết rồi. Ở bên kia, mau lên. Sư huynh. Trưởng môn sư huynh. Đây. Chuyện này là sao? Ta tới hỏi hai người. Ngọc Nhi đang ở đâu? Ngọc Nhi. Có chuyện gì hả? Sư đệ. Mẫn sư muội. Hai người gì muốn cướp chức trưởng môn lại dám tới lấy trộm lệnh thượng thiện. Nửa đêm hôm qua, con trai của hai người xông vào võ đan, nó còn đả thương Thông Hư và Chiếu Hư hai sư huynh đệ. Hai người có xứng với trưởng môn sư huynh, có xứng với võ đan phái hay không? Hai vị Thông Hư, Chiếu sư huynh bị thương nặng như vậy, đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bất phí lời đi, mau giao tên nghịch tử đó ra đây. Nó không ở cùng môn đệ mà. Giao ra đây. Ngọc Nhi thật sự không đi cùng bọn muội. Các huynh có chắc chắn nhìn rõ đó là Ngọc Nhi hay không? Còn giả được hay sao? Muội hạ tất phải vòng vo với bọn ta. Hôm qua muội cướp lệnh thưởng thiện nhưng cướp không thành. Lệnh bài đó luôn được Hiếu Chư sư huynh cất giữ bên mình. Đến nay lại không cánh mà bay. Muội nói, muội giải thích sao đây? Chúng ta đều là những sư huynh muội đồng môn, nhưng mà không ngờ lòng dạ của hai người tàn độc tới như vậy. Chuyện này mọi người trách nhà mười rồi. Ngọc Nhi, đừng mà. Ngọc Nhi, tao nói bọn ta vu oan cho người tốt, chẳng lẽ hai vị sư thúc đây không phải do con đã thương sao? Là con. Vậy thì lên bài thưởng thiện cũng do con cướp có đúng không? Là con. Điện tử là đánh đồ được lắm thật. Thanh Mẫn Nhu, đến nước này hai người còn gì giải thích không? Chuyện tới nước này, bọn đệ đây không còn gì nói hết. Xin sư huynh cứ việc xử lý. Vậy thì mời cả nhà các ngươi cùng theo bọn ta lên núi. Sư đệ sư muội, ta biết phu phụ đệ muội không hề có ác ý, chỉ là thằng bé Ngọc Nhi này có hơi kỳ quái. Mọi người cùng bọn ta về võ đan rồi sẽ làm rõ trắng đen. Đưa đi. Nè, người nào làm người đó chịu. Nếu như có xảy ra chuyện gì, mình con chịu, không liên quan đến cha mẹ con. Cái thằng bé này tuy chỉ là giảng bối, nhưng nó không phải đệ tử phái võ đan chúng ta. Nó cũng đã tự mình thừa nhận là đệ tử của Kim Ô phái gì đó. Hôm nay để muốn thỉnh giáo bản lĩnh của nó, thay mặt võ đan đòi lại công đạo. Ta nghĩ để nên biết chừng mất. Ngọc Nhi, Linh Hư sư thúc là trưởng bối của con, con tuyệt đối không được lỗ mãn. Điều này con biết. Ông ấy là sư huynh của cha mẹ con, con không đánh chết ông ấy đâu. Ngọc Nhi, con không được ăn nói lung tung. Để ta xem thử ngươi làm sao đánh chết được ta. Tiểu tử, xuất chiêu đi. Đợi đã. Con thật sự sẽ đánh chết thúc đó. Không tin đó, thúc xem. Thúc nhìn hai tay của con đi nè. Hay vì tiền bối kia cũng vì trúng độc như vậy đó. Chúng ta đừng đánh nhau nữa thì tốt hơn. Ý ngươi muốn nói ta không có xứng vào đấu với ngươi sao? Con Ngọc Nhi, vậy con hãy để Linh Hư sư thúc đây dạy con vài chiêu đi. Đợi con một chút. Mẹ, cho con mượn kiếm. Good.
Sư thúc, Ngọc Nhi, không được vô lễ. Con hãy mau tạ lỗi với sư thúc đi. Con, rõ ràng là họ hiểu lầm chúng ta, tại sao chúng ta phải nhận lỗi chứ? Nghịch tử, lẽ nào ngươi còn muốn ta nhận lỗi với ngươi sao? Con, Ngọc Nhi, mọi người đều là người một nhà, các sư thúc nhất thời hiểu lầm, con còn không mau khấu đầu tạ tội. Mẹ đã nói khấu đầu thì con khấu đầu. Được rồi, hai vị sư đệ, mọi người đừng tức giận nữa. Thằng bé này tuy nó ngỗ ngược nhưng cũng không phải là người ngoài. Được rồi, nếu như trưởng môn sư huynh đã mở lời, vậy ta sẽ không tính toán với người nữa. Ê, đừng qua đây, tay của con có độc đó. Hả? Có độc? Chuyện này Ngọc Nhi à, nếu hai vị sư thúc đã bị độc chưởng của con đả thương, còn có biết cách nào để giải độc cho họ không? Để ấn vào huyệt linh đài của ta, dùng nội lực hút ra ngoài. À, con nhớ ra rồi, khi mà con ở đồi Hoàng Nê đã từng giải độc cho đại ca nhị ca. Để con thử xem nha. Được, vậy con hãy thử coi sao. Ừ. Nè, công phu hai khí nóng lạnh trung kết cũng chưa từng được qua. Nói công phu tàn độc như vậy, tất nhiên không phải là công phu chính phái gì. Mày nhờ có sự liệu nội lực thâm hậu. Tỉnh rồi. Tỉnh được kìa, tỉnh rồi. Trời ơi, phải công nhận hay quá ha. Hai vị sư đệ đã không còn đáng ngại. Các vị sư huynh, thật sự đắc tội. Đâu có gì, trẻ con gây chuyện chúng ta không cần để bụng đâu. Ngọc Nhi, còn không mau đa tạ các vị sư thúc đi. Dạ, đa tạ sư thúc. Được rồi. Sư đệ sư muội, Ngọc Nhi bản tính lương thiện, sau này hai người phải dạy dỗ nó thật tốt nha. Ngọc Nhi, đưa đây. Ông là người hay là thần tiên vậy? Tiểu tử thôi, người là ai?
Dạ con. Chẳng lẽ người không tên không họ? Tên họ của con đều là giả hết. Đều là giả hết. Cũng có chút kiến thức đó. Người tới đây làm gì? Con hả? Bị người ta ép làm ban chủ, cao thủ này nọ, đến đảo hiệp khách gì đó. Còn nữa nha, làm cái gì mà cao thủ lợi hại rồi đến Tuyết Sơn phái, giống như nằm mơ vậy đó, con cũng không hiểu luôn. Câu nói này rất hay. Làm người giống như nằm mơ, tỉnh rồi mới thông suốt. Cậu cũng đọc không ít sách hả? Lão gia gia không giấu gì người, một chữ con cũng không biết nữa. Rất tốt, rất tốt. Đọc sách làm lỡ một đời. Đám người ham thích đào kiếm khát máu đó, cần nhiều quy tắc thối như vậy để làm gì chứ? Ê, lão gia gia, để con đi tìm chìa khóa cho người, mở còng tay còng chân cho người nha. Không cần đâu. Ta đến đây là để tịnh tu, làm gì có khóa nào có thể khóa được ta chứ? Những còng tay còng chân này chỉ giống như đậu hũ thôi. Vậy con đi tìm phu phụ Thạch Thanh đây. Nè, chờ một chút. Dạ. Trò chuyện với ta một lát đi. Dạ được. Ngươi có biết ta là ai không? Dạ không biết. Trong thiên hạ còn có người không biết ta sao? Ta hỏi ngươi, thật ra ngươi là ai? Dạ con là Cẩu Tạp Chủng. Cẩu Tạp Chủng? Còn giả ngốc. Tiểu tử thối còn có nội công nữa. Tiểu tử thối, võ công của ngươi trong thiên hạ xếp thứ mấy vậy? Con không biết. Ngươi không biết thật sao? Con thật sự không biết. Vậy ngươi có biết võ công của ta là thiên hạ đệ nhất không? Lão gia gia, nếu người muốn là thiên hạ đệ nhất, vậy con nhận thua, người thắng rồi. Được. Thua rồi thì phải chịu trừng phạt mà. Có những hình phạt gì vậy? Đấm lưng cho ta. Được. Tiểu tử thúi nhà ngươi tuy có hơi ngốc, nhưng mà võ công cũng rất khá. Đối với lão tiền bối cũng rất là tôn trọng. Tuy ngươi không biết ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng ta vẫn sẽ tha thứ cho ngươi. Đa tạ lão gia gia. Ngươi có cảm thấy mệt không? Không mệt. Vậy thì tiếp tục đi. Dạ được. Liêu sư thúc, Ác Bạch Song Kiếm đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Các vị sư thúc. Quảng hốt cái gì? Quy Đức phu nhân và A Tú đã về rồi. Cái gì? Sao đi? A Tú không chết. Vậy chúng ta chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, đối tất cả bọn họ lại. Oh,
đám cháu cha các người, ai cho các người cái gan này? Nói ta biết, lão già đi bà từ tay ở đâu? Nói. Nhị sư huynh, các ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu sư muội, bọn ta cũng là phụng mệnh của sư phụ đến tróc nải hai người, đừng trách bọn ta không khách khí. Lên. Chờ đã, chờ đã. Đừng, đừng đánh mà. Cậu tập chúng. A Tú, mùi bị thương rồi. Được rồi, các con đừng có nói nữa. Nè, giúp dì sư giết hết bọn họ đi. Hả? Bọn họ muốn giết ta và A Tú, mau động thủ đi. Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Mau chạy đi. Người đâu? Người đâu? Bạch sư phụ, ngài có gì căn dặn sao? Người lại. Đệ tử là môn hạ nhánh bốn. Các người nhốt ta lại, không lẽ muốn mưu phản hay sao? Hả? Chuyện này đệ tử chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Phụng mệnh hành sự? Là phụng mệnh của ai? Tuy sự phải chúng ta chỉ có lệnh của Quy Đức Tiên Sinh mới là mệnh lệnh. Những người khác ra lệnh, đó chính là tội phản bang. Bạch sư phụ, đừng nổi nóng như vậy mà. Chúng đệ tử quả thực là phụng mệnh hành sự, nhưng mà vẫn mong bạch sư phụ chớ có trách tội bọn ta. Ngươi! Đóng cửa. A Tú, vết thương của con không sao chứ? Không nghiêm trọng lắm. Bà nội, bọn họ làm sao vậy? Sao lại hung dữ như vậy? Có lẽ trong khoảng thời gian chúng ta ở dưới núi, trong bàn đã xuất hiện biến cố gì rồi. Cũng không biết lão già điên đó đi đâu rồi. Gia gia và cha họ sẽ không sao chứ? Chúng ta ở đây nghỉ ngơi trước đã, chút nữa ra ngoài nghe ngóng sao. Cái đám chút chắc này, khỉ muốn xương dương, xem ta lát nữa ra ngoài xử bọn chúng thế nào. À đúng rồi, cậu tập chúng, sao con lại xuất hiện ở đây? Bà nội, tại sao quân ấy xuất hiện ở đây? Người không phải đã biết dẫn hỏi hay sao? Nói. Bà, thật ra con thay Thạch Trung Ngọc cùng Bạch Đại Hiệp, Mẫn Đại Hiệp, còn có Thạch Đại Hiệp đến Tuyết Sơn Phái tạ tội. Nhưng mà bọn họ hình như bắt Thạch Đại Hiệp, Mẫn Đại Hiệp, Bạch Đại Hiệp nhốt lại hết rồi. Chúng ta phải nghĩ cách cứu người. Bạch Dạng Kiếm cũng bị bắt rồi. Ừ. Chuyện hay. Tiểu tử đó suốt ngày hung hăng phách lối, cũng nên để nó chịu tội đi. Còn giúp nó làm gì? Còn nữa, phu phụ Thạch Thanh đó cũng được ghê chứ. Bọn họ vì con trai ruột của mình lại dám hy sinh tiểu tử con. Xem ra cũng chẳng phải là nhân nghĩa chi sĩ. Không phải. Thật ra đây là quyết định của mình con. Tiểu tử, tuy thời gian chúng ta quen biết không lâu, nhưng con... mà rốt cuộc con như thế nào ta vẫn nhìn rất rõ. Mình con đầu óc ngu ngơ, ngốc ngà ngốc nghếch, con có thể nghĩ ra chiêu này sao? Hả? À, ta biết rồi. Có phải tiểu tử Thạch Trung Ngọc đó cầu xin con? Nó thật là không cần sĩ diện mà. Thật ra không phải. Là con thấy tội nghiệp Đinh Đinh Đan Đan, cho nên mới đề nghị muốn giúp đỡ. Cho nên Đinh Đan mới nghĩ ra cách này. Thạch Trung Ngọc võ công quá tệ, nếu như con tới có lẽ sẽ không phải chịu thiệt. Đinh Đinh Đan Đan, quá ra trong lòng Quynh có cô ta. Quynh vì cô ta đến tính mạng mình cũng không cần nữa phải không? Không phải đâu. A Tú, muội đừng hiểu lầm. Trong lòng của ta chỉ quan tâm là muội thôi. Mùi còn tưởng Quynh chỉ muốn cầu hôn mới đến đây. Quá ra trong lòng Quynh có người con gái khác. Không phải A Tú à. Mùi nghe ta giải thích đi. Tuy là Quynh đồng ý với Đinh Đan tới giúp Thạch Trung Ngọc, nhưng mà trong lòng của ta chỉ có muội thôi.
Trong lòng của huynh chỉ có mình muội à, huynh chỉ muốn ở bên cạnh muội. Ai thèm tin huynh chứ. Vậy bây giờ huynh sẽ cầu thân với muội. Được rồi. Các con đang làm gì hả? Bây giờ kẻ địch trước mắt, bên ngoài hỗn loạn, rối tung rối mù, các con gọi ở đây nói chuyện tình cảm. Được rồi, chú ý an toàn, ra ngoài với ta. Dạ. À, Tú. Chứ vậy, ta muốn nói vài câu. Đối với chuyện này, do bốn người chúng ta hợp sức đánh cược tánh mạng mới làm ra chuyện. Các vị nói có đúng hay không? Vậy thì được. Chúng ta nếu đã làm thì làm cho tới cùng, thừa cơ đem lão già điên đó chém luôn để trừ hậu hoạn. Nếu không, để lão già điên đó trốn ra ngoài được, vậy thì bốn người chúng ta thật sự sẽ chết, không có đất chôn thân luôn đó. Diệt Hằng đi, Cha cha bị bắt. Đúng rồi, Diệt Hằng. Yên tâm, còn có bà, gia gia nhất định sẽ không sao đâu. Cho dù bà không được, còn có huynh nữa mà. Mọi người nghe ta nói, lão già điên này chúng ta không chém được. Chuyện phạm thượng làm loạn, nếu như mà truyền ra ngoài giang hồ, chúng ta sao còn chỗ đứng? Hơn nữa, bạch phu nhân nó vẫn chưa bắt được. Tề sư huynh, nghe huynh nói như vậy là huynh sợ mang tiếng xấu rồi. Nhưng huynh làm ra chuyện này là vì cái gì chứ? Phần lợi trong thiên hạ đều bị huynh chiếm hết rồi, chắc không phải huynh sợ bạch lão phu nhân chứ? Ta có cách nói rõ. Huynh nói rõ cái gì? Huynh chỉ giả bộ là người tốt. Theo tính toán của huynh là muốn đem tội danh làm loạn này đổ hết lên đầu của ta. Huynh một công đôi chuyện rồi vẫn vàng ngồi vào vị trí này, có đúng như vậy hay không hả? Nực cười, thật nực cười hả? Chỉ luận tư cách thứ bậc cũng không tới lượt ta mà. Còn có đại sư huynh. Các người tranh phần các người, đừng lôi kéo ta vào trong. Lương sư đệ, chuyện này để tham gia từ đầu tới cuối. Để không nói một lời, rốt cuộc là đệ đang nghĩ cái gì? Lương sư đệ không nói gì hết, vậy là không có ý kiến khác rồi. Sao huynh biết không có ý kiến khác? Huynh có thể đại diện hắn không? Ta nói với các vị về chuyện này là do ta cầm đầu. Nếu không có ta, vị trí này có thể trống được hay sao? Lưu sư đệ, chúng ta bị ép hết cách mới làm chuyện nguy hiểm. Để muốn ngồi vào bàn tọa này, để nói sớm đi. Đúng vậy. Hôm nay ta thật sự nói với huynh, ta muốn ngồi vào bảo tọa này. Chẳng lẽ huynh không phục sao? Ta không phục. Huynh không phục cái gì? Ta không phục đệ đó. Huynh. Các vị sư thúc, xin phép. Phong Vạn Lý, chuyện giao cho ngươi làm đã làm xong chưa? Lưu sư thúc, e là khiến cho người thất vọng. Phong Vạn Lý, người to gan phạm thượng, bắt lại hắn cho ta. Rõ, chờ đã. Ta có chuyện muốn nói. Phong Vạn Lý ta không bảo vệ được Tuyết Sơn phái, gây nên đại họa tày trời. Để mấy vị sư thúc lợi dụng sơ hở, dẫn đến Tuyết Sơn phái chúng ta nội loạn, tội đáng muôn chết. Các vị ai muốn giết sư phụ ta, vậy thì giết ta rồi hẳn nói. Ngươi là cái thá gì? Phong Vạn Lý, bệnh hay quên của ngươi thật là nặng. Chẳng lẽ ngươi đã quên cánh tay của ngươi là bị ai chém rớt sao? Là sư phụ. Đó là vì Phong Vạn Lý ta không biết dạy dỗ đồ đệ, tội khó tha thứ.
Phong Vạn Lý, đệ tử trưởng môn các ngươi ai cũng rõ công cao cường, thân mang tuyệt kỹ. Chúng ta tuyệt đối không thể để người sống. Người đâu, bắt lấy nó. Trời đất, các ngươi không cần bị kẻ có âm mưu lợi dụng. Lương Sư Thúc, Tề Sư Thúc, Thành Sư Thúc, các ngươi lại để cho Liêu Sư Thúc hoành hành như vậy sao? Chi thứ tư nếu như giết hết đệ tử trưởng môn thì sẽ tới phiên chi thứ hai, thứ ba và thứ năm các người đó. Giết hết cho ta. Thật tốt quá, dùng sức lắm. Từng người từng người đều bị đánh chết, ta mới dừng lại. Rất tốt, rất tốt đó. Tới đây vậy. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Khó trách võ công của phái Tuyết Sơn lừng danh thiên hạ, khiến phái khác theo không kịp. Thì ra quý phái bình thường lúc tập luyện võ công, nhưng mà thật chém, thật giết, nghiêm túc như vậy, khó được bội phục. Trưởng môn đâu? Tiếp hiệp khách lên đi. Tam sư huynh, huynh lớn tuổi nhất, đương nhiên nên tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Võ công của đệ mới là cao nhất, lần này cũng là đệ ra sức nhiều nhất. Đệ tử dưới trướng của đệ cũng là nhân tài đông đúc, vẫn là đệ tiếp nhận đi. Là tại vì trưởng môn vốn là của đại sư huynh, nếu đại sư huynh không làm thì đương nhiên là của nhị sư huynh, có gì mà phải tranh giành chứ. Giữa bốn người chúng ta, nói về đa ngu túc trí, ngũ sư đệ mới là tốt nhất. Các huynh đều là sư huynh, các huynh đều không muốn làm, chứ trưởng môn này ta càng làm không được. Thật là thú vị. Ta nói mấy người các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa. Thật ra thì ta có một chủ ý này. Mấy người các ngươi hãy dùng võ công phân thắng bại đi. Ta nghĩ không tới một canh giờ thì thắng bại sẽ rõ thôi. Hả? Tới lúc đó ai mà thắng, người đó chính là trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Thấy sao hả? Chuyện này tính sao bây giờ? Ta chính là trưởng môn, ngươi hãy đưa lệnh bài cho ta. Không sai. Thoạt nhìn ngươi rất có khí độ của một vị trưởng môn, xem như một anh hùng hảo hán. Nhưng mà khối lệnh bài này của ta vẫn không thể đưa ngươi được. Vừa rồi ta đã nói qua, đây chính là lấy công phu luận trưởng môn. Như vậy, vô luận bối phận lớn nhỏ, mỗi người đều có thể giành lấy. Bạch phu nhân kìa, Bạch phu nhân. Hả? Bạch phu nhân. Bạch phu nhân tới rồi. Bạch phu nhân. Bạch phu nhân tới rồi. Đúng rồi. Ta là chủ môn nhân phái Tuyết Sơn. Tham kiến sư nương. Đứa trẻ ngoan, đứng lên đi. Ta đã nghe thấy những lời ngươi nói rồi. Không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ giả mạo ban chủ Trường Lạc Bang này lại trở lại phái Tuyết Sơn. Thú vị, thú vị. Thật là thú vị đó. Lão Tứ, để nhìn vị tiểu huynh đệ này cùng tam đệ của chúng ta thật sự là cực kỳ giống nhau. Cách nói năng thì rất ngọt, gian xảo đáng khinh. Chỗ nào có cô nương xinh đẹp liền tới chỗ đó. Các vị, ta hỏi các ngươi, tại sao lại đem lão đầu của ta nhốt lại? Bạch phu nhân, trưởng môn sư huynh rất cuồng vọng tự đại, tùy tiện tổn thương đệ tử. Trên tay huynh ấy đã có hơn 10 người bị đá thương rồi. Lúc trước là giảng kiếm hạ lệnh đem huynh ấy nhốt lại. Từ khi A Tú nhảy giật, Bạch phu nhân đi rồi, tính tình của trưởng môn sư huynh càng ngày càng ngang ngược.
Quỳnh ấy đối với các đệ tử vừa đánh vừa mắng, mọi người đều chịu ơn nghĩa của sư môn, không dám có dị nghị. Nhưng mà không ngờ là A Tú cô nương vẫn còn sống. Đấy, thật sự là một việc may mắn mà. Thật xin lỗi, là lúc đó con ham chơi chạy đi ra ngoài. Bạch phu nhân, đây cũng không phải việc ghê gớm nhất đâu. Cho tới nửa tháng trước bỗng có lời đồn là... Lời đồn gì vậy? Nghe nói bạch phu nhân người đã đi đảo Bích La trưởng môn sư huynh, từ đây đầu óc cũng không minh mẫn nữa, suốt ngày cứ kêu tiểu thúy mà không thể đi đảo Bích La được. Sau đó thì sao? Sau đó trưởng môn sư huynh mỗi ngày cứ nói hoài là mãi có phải đi đảo Bích La rồi không, bọn họ có phải tình cũ lại trái, tơ lòng còn dương vấn. Toàn là bậy bạ. Cho dù trưởng môn sư huynh của các ngươi thấy lợi tối mắt, làm sát vô tội, các ngươi cũng có thể phế đi võ công đem ông ấy nhốt lại. Như còn giang kiếm con ta thì sao? Các ngươi đã đem giấu nó ở chỗ nào? Còn nữa, lúc ta với A Tú trở lại Tuyết Sơn, các ngươi lại muốn giết luôn bọn ta. Ta thấy các ngươi không phải là vì giữ gìn phái Tuyết Sơn, mà là muốn xoán quyền đoạt gì đó. Liêu sư thúc, người đem chữ ngôn cùng với những đệ tử khác đều giam giữ ở đâu rồi? Nói vậy, vị bà này là Bạch lão phu nhân rồi. Thất kính, thất kính, thất kính rồi. Các vị đệ tử này của bà đã để mắt tới chức trưởng môn của Bạch lão anh hùng, đang định tỉ thí võ công để giành lấy nó. Chúng ta hãy để cho bọn họ bắt đầu đi. Chuyện này à... Sao các người còn chưa đánh đi? Còn chờ cái gì nữa? Không đánh nữa, không đánh nữa. Chúng ta dù đi khắp thiên hạ, nhưng mà luận võ xuất sắc như vậy cũng là khó gặp một lần. Người ta luận võ đều là tranh thắng, bọn họ thì lại muốn tranh thua. Cũng khó trách loại võ công như Tuyết Sơn kiếm pháp này vô địch thiên hạ, quả nhiên là thật không giống người thường. Quả nhiên là không giống với người thường. Được rồi, được rồi, các ngươi đừng giả vờ nữa. Vậy mà tự xưng kiếm pháp phái Tuyết Sơn hả? Mấy chiêu gà mờ nham hiểm này của các ngươi thật sự là mất hết mặt của Lăng Tiêu Thành rồi. Từng người, lúc muốn đoạt vị thì có gan lắm, lúc thật sự đánh nhau rồi cái gì cũng không được hả? Bánh chừng lớn. Hả? Nào, con dùng kim ô đao pháp của ta chặt bỏ cánh tay của mấy người này hết đi cho ta. Không nên vậy đâu. Mau đi. Cẩn thận một chút. Lão tứ, thì ra vị này lại là tam đệ của chúng ta. Nhìn thấy rồi chứ hả? Người này là đồ đệ của ta, kim ô đao phái đại đệ tử, họ kép Cẩu Tạp, tên một chữ là Chủng. Cẩu Tạp Chủng. Được rồi, bây giờ các ngươi mỗi người đều bị đồ đệ của ta đánh bại. Các ngươi nói rồi, thua rồi thì phải phục. Mau lập nó làm trưởng môn.
Hả? Con... Chuyện này có phục hay không? Bà Được rồi, con không mau tới tham kiến tầng trưởng môn của các người. Tham kiến tầng trưởng môn. Tham kiến tầng trưởng môn. Bà, mau đứng lên đi. Đứng lên đi mà. Đợi đó. A Tú rồi, đúng là con thật rồi. Cha, không phải con đã nhảy xuống vực hay sao? Cha cứ nghĩ là sẽ không được gặp con nữa. Cha là con gái bất hiếu, vì con quá ham chơi chạy ra ngoài nên mới. Con thật ra đã chạy tới chỗ nào vậy? Cha còn tưởng là sẽ không được nhìn thấy con thêm lần nữa. Con quá tùy tiện rồi, con có biết hay không vậy? Nếu không phải bởi vì tên tiểu tử này, con cũng đã không nhảy xuống vực rồi. Cha, huynh ấy không phải. Được rồi, việc lớn trước mặt, ở đó khóc lóc cái gì vậy? Tiểu tử thối, vợ cũng của hai chúng ta, sau này sẽ tính tiếp vậy. Con á. Mẹ, người đã trở về thật rồi. Người có biết là con vẫn luôn tìm người hay không? Có phải là con nghĩ là ta chết rồi không hả? Mẹ, mẹ nghe con nói đi. Con còn có mặt mũi nói với ta? Lão đầu đã bị người ta nhốt lại rồi. Tên chết tiệt là con thì cái gì cũng không biết. Phái Tuyết Sơn được xưng thiên hạ đệ nhất, ta xem cơ bản chỉ là kẻ điên. Thôi thì đổi tên thành phái kẻ điên cho rồi. Mẹ, không phải võ công của con không tốt, con chỉ là bị bọn họ ám toán. Lúc này bị đồng môn sư huynh ám toán, con còn có mặt mũi nói sao? Mẹ, mẹ trở lại rồi, đã nhìn thấy cha chưa? Thật là buồn cười mà. Con ở phái Tuyết Sơn cùng một chỗ với cha của con còn tới hỏi ta đã thấy cha của con chưa. Đúng là lão già điên dạy ra thằng nhóc điên mà. Bốn vị có thể nào nói cho ta biết các người nhốt lão già điên của ta vào chỗ nào rồi hay không? Bạch phu nhân, đại sư huynh tính tình táo bạo, tùy ý giết người. Giảng kiếm đem huynh ấy nhốt ở địa lao, bọn ta cũng không đụng vào huynh ấy. Vậy thì ngươi có biết võ công của ta là thiên hạ đệ nhất không? Xem ra cũng có thể yên tâm là cha vẫn an toàn rồi. Tốt, tốt là chuyện tốt. Cái lão già điên này từ sáng tới tối ra vẻ thanh cao, cảm thấy bản thân là thiên hạ đệ nhất không ai bì nổi. Chuyện tốt, chuyện tốt. Các người giúp ông ấy chịu đựng chút giáo huấn rất tốt. Vậy thì rốt cuộc là vị nào mới là trưởng môn của phái kẻ điên đây? Cấm miệng. Ai cho ngươi gọi phái kẻ điên vậy? Ta đang dạy dỗ phu quân cùng với con trai của ta, còn các người nhà ta nữa. Ta có thể gọi phái kẻ điên, ngươi thì không. Nhớ kỹ là phái Tuyết Sơn. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó.
là ta lỡ lời, còn mong bạch lão phu nhân thứ tội cho. Như vậy xin hỏi, rốt cuộc là vị nào mới là chủ môn của phái Tuyết Sơn đây? Ta vừa mới nói rồi, tân trưởng môn phái Tuyết Sơn là dùng gió công để định đoạt, mà thiếu niên này đã đánh bại tứ đại trưởng lão phái Tuyết Sơn, vậy cho nên là nó chính là tân nhiệm trưởng môn tiếp theo của phái Tuyết Sơn. Mẹ, sao người lại hồ đồ như vậy? Chức trưởng môn của Tuyết Sơn phái sao lại để cho người ngoài đảm nhận được chứ? Ta đã nói rồi, lấy võ luận anh hùng, thế nào con cũng muốn tỉ thí sao? Được rồi, được rồi, đồ nhi, ta cũng muốn xem thử đồ đệ của lão già điên lợi hại hay là đồ đệ của ta lợi hại. Bà, như vậy không được đâu. Lão chết tiệt, võ công thật sự rất là bình thường, đao pháp của chúng ta thật sự lợi hại hơn họ rất nhiều. Phải đánh thật sao? Ta nói con biết, nếu như con để thua thì hãy cút đi cho thật xa, đời này đừng có hòng nhìn thấy A Tú nữa. Còn con nữa, nếu như con thua rồi, con gái con phải gả cho tên tiểu tử này. Mẹ, sao người lại có thể hồ đồ như vậy? A Tú làm sao có thể tùy ý gả cho người ngoài như vậy được chứ? Được rồi, được rồi, các người không cần nói việc nhà nữa. Hai người các ngươi mau chóng đánh một trận đi, phân rõ thắng bại để định ra tân trưởng môn. Được rồi, ta đồng ý. Nào, bắt đầu đi. Và bánh trưng lớn đã đánh hòa nhau rồi. Được rồi, ta thấy mình trong phái Tuyết Sơn võ công không có người nào có thể thắng được tam đệ của ta, để cho nó làm trưởng môn, mọi người có cảm thấy phục không? Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Chúc mừng tam đệ đã lên làm tân trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Như vậy đệ hãy mau nhận lấy lệnh bài này luôn đi nha. Chờ đó, ta đã nói chức vị trưởng môn của phái Tuyết Sơn là dùng gió công định đoạt. Bây giờ đồ đệ ta rất giỏi, con đã đoạt được chức vị trưởng môn, nhưng mà khi lão già đi nhà ta còn làm trưởng môn đã thực sự rất là uy phong ha, thường xuyên không ai bì nổi. Di sư cũng muốn thử xem đồ nhi đem chức vị trưởng môn nhường cho ta được không? Sao vậy, con không chịu sao? Chẳng lẽ hai chúng ta cũng cần phải tỉ thí? Không dám, không dám. Như thế nào các vị? Ta là trưởng môn của phái Tuyết Sơn,
Không có người không phục chứ. Hai vị tân nhiệm trưởng môn phái Tuyết Sơn, Bạch Môn Sử Thị, cảm ơn thịnh tình của quý đạo. Mùng 8 tháng chạp sẽ đúng giờ phó ước. Bạch lão phu nhân, cho dù bây giờ đưa khối lệnh bài này cho bà, nhưng mà ngày sau bạch lão anh hùng quay lại cũng sẽ đoạt trở lại thôi. Đây là chuyện nhà của ta, không cần ngươi lo giùm. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Dù sao thì người nào võ công cao hơn, người đó lên đảo là được rồi. Vậy chúng ta trước tiên xin cáo từ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Hãy kiến sư nương. Sư nương, mọi người phạm thượng tác loạn, ngỗ nghịch lại sư phụ là tội chết vạn lần. Nhưng mà trong đó quả thật là cũng có nỗi khổ riêng. Phong Vạn Lý, bây giờ còn không có tới lúc để người làm người tốt đâu. Sư nương, sư phụ từ khi người đi rồi tính tình trở nên càng ngày càng kém. Chúc con cho dù là đệ tử của chủ môn cũng không dám dễ dàng nói chuyện cùng sư phụ, sợ nói sai một câu thì sẽ bị... Sư nương, con cùng sư đệ sư muội tìm đại phu xem bệnh cho sư phụ. Nhưng mà ai ngờ tới một lời không hợp, sư phụ liền giết chết đại phu đó luôn. Sư đệ nói rất đúng. Sư nương à, lời của chúng đệ tử đều là sự thật. Dám mong sư nương miễn tội cho mọi người, làm cho chúng đệ tử an tâm. Đúng vậy, để tránh vậy. Bên trong môn phái lại xảy ra tai họa giết hại lẫn nhau. Đúng vậy. Nói đúng lắm. Tốt. Việc tới nước này cũng không trách được mọi người. Kim Nhi, con hãy đi xem cha con với ta đi. Phong Vạn Lý, người mang theo cẩu tập chủng đi thả phu thê Hắc Bạch Sông Kiếm ra đi, để tránh trên giang hồ cười nhạo ta không biết lễ nghi đại khách. Rõ. Tội danh của những người khác chờ sau đó rồi nói sao. Lão già điên. Tiểu Thuy, bà đã về rồi sao? Lão già điên, ông làm sao vậy? Đầu tóc của ông làm sao vậy? Gia gia, A Tú đã tới thăm người nè. A Tú, con không có chết sao? Ta còn tưởng rằng tiểu thuy của ta đã về, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không nghĩ tới Quyền Đức tiên sinh ta anh minh một đời, kết quả là vẫn chỉ sống ở trong mơ. Lão già đi. Hả? Ông không có nằm mơ. Tiểu Thúy, thật xin lỗi, đều là do A Tú sai. Con chỉ là muốn đi ra bên ngoài xem thử, con không nghĩ tới sẽ gây ra quả lớn như vậy. Dạ dạ, con xin người tha thứ cho con. Nhìn con đi, người nhìn con đi, con thật là A Tú mà. Vạn Kiếm, ta có đang nằm mơ hay không? Cha, người không nằm mơ đâu.
Mẹ cùng A Tú đã trở về thật rồi. Vậy là tốt rồi. Về sau cả nhà chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa nữa. Không được, tất cả mọi chuyện đều do cái tên tiểu quỷ Thành Trung Ngọc làm ra. Nó làm nhục thanh danh của con, ta muốn đi giúp con báo thù. Gia gia, chuyện này không liên quan gì tới Thạch Trung Ngọc hết. Xin người tha cho huynh ấy đi mà. Cái tên tiểu tử thúi này đã hủy thanh danh của con rồi, còn ở giúp cho nó nữa. Không phải con thích nó rồi chứ? Con cũng đành vậy, dù sao cũng phải bắt về chịu trách nhiệm với con. Không phải đâu gia gia. Thực ra hôm đó huynh ấy là bị ép buộc mới trốn tới phòng của con. Kỳ thực Thạch Trung Ngọc huynh ấy cũng không có làm việc gì có lỗi với con hết. Đều là do những vị sư thúc sư bá kia, còn có các sư huynh đệ nói bậy du quan cho huynh ấy. Gia gia, thật ra cháu của người hiện giờ đã có người trong lòng rồi. A Tú, theo như con nói như vậy, chúng ta từ trước tới giờ đều đã oan uổng cho nó đúng không? Trời ơi, hai cha con các người hả? Từ trước giờ chẳng phân xanh đỏ đen trắng, chuyện oan uổng người khác còn hiếm có sao? Lo mà nghĩ, một hồi nên xin lỗi Hắc Bạch Sông Kiếm như thế nào đi. Trong lòng con có người rồi sao? Gia gia, bây giờ huynh ấy đang ở Lăng Tiêu Thành. Hả? Được rồi A Tú, lão già điên, về cháu rể của ông, sớm muộn gì ông cũng sẽ thấy hả? Bây giờ đừng có gấp như vậy. A Tú, Giản Kiếm, các con hai người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với gia gia con. Dạ được, mẹ. Cha, con ra ngoài trước đây. Thanh ca, huynh xem bên ngoài loạn thành một đống rồi, không biết Ngọc Nhi có khỏe không? Sư muội, hãy yên tâm, Ngọc Nhi đã trải qua nhiều sự tình như vậy, tin chắc là nó sẽ không sao đâu. Bạch Dạng Kiếm đối xử chúng ta như vậy, Ngọc Nhi và hắn lại có thù sâu, hắn sẽ dễ dàng tha cho Ngọc Nhi sao? Muội chỉ sợ... Ngọc Nhi! Sư huynh, Ngọc Nhi! Cuối cùng thì... Ngọc Nhi à? Con là cẩu tạp chủng, không phải là Ngọc Nhi của hai người. Vậy Ngọc Nhi đâu? Thạch Trang Chủ, Thạch Phu Nhân, Ngọc Nhi của hai người không có tới. Dọc theo đường đi vẫn luôn là con ở cùng với hai người. Ý con là con thay Ngọc Nhi tới phái Tuyết Sơn nhận tội sao? Ừ. Không trách được dọc đường, ta còn cảm thấy có điểm kỳ lạ. Con tội gì phải hy sinh vì chúng ta chứ? Thạch Trang Chủ, Thạch Phu Nhân, hai người luôn đối với con rất tốt, cho nên con vẫn luôn coi hai người như cha mẹ của con vậy đó. Hai người Đinh Đinh Đan Đan và Thạch Trung Ngọc vẫn luôn xem con như bằng hữu. Con không muốn hai người thương tâm cho nên mới tới đây. Con trai à, con đối với phu thê chúng ta thật sự có tình có nghĩa. Chỉ là đứa nhỏ Ngọc Nhi quá không nên thân rồi. Vậy mà vì bảo vệ mình, con tìm người tới thay nó đền mạng, một chút nghĩa khí đại hiệp cũng không có. Sư muội, con trai của chúng ta được một phần mười của nó là ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Thạch Phu Nhân, Thạch Trang Chủ, kỳ thực Ngọc Nhi của hai người không biết chút nào về chuyện này. Tất cả những chuyện này đều là con cùng với lại Đinh Đinh Đan Đan nghĩ ra. Đinh Đan, thật là làm khó nó rồi. Con trai à, nếu như con không thấy ngại thì hãy xem phu thê bọn ta là cha mẹ ruột thịt của mình đi. Bọn ta sẽ đối xử tốt với con như đối với Ngọc Nhi. Thật vậy sao? Con con có thể gọi hai người là cha mẹ không? Cha, mẹ. Sư huynh à, lúc mà hai người tới đây, đúng lúc ở trong bang lại có nội loạn, mới oan ức cho hai người. Bây giờ kẻ phản loạn đã bị trừng trị, xin hai người tới chủ điện cùng gặp Bạch Phu Nhân và sư huynh. Lúc trước đã đắc tội nhiều. Phong sư huynh, được rồi, ta đã hiểu rồi. Mời. Lão già điên,
Đồ ăn này có hợp khẩu vị không? À, Tiểu Thúy à, cơm mà bà nấu là hợp khẩu vị của ta nhất đó. May là ông còn nếm ra được đồ ăn ta nấu. À, Tiểu Thúy à, bà mà luôn như vậy thì tốt quá rồi. Ông mà lúc nào cũng vậy cũng thật là tốt quá. Ừ. Vậy nhưng ông thế nào? Mỗi ngày đều thiên hạ đệ nhất, quy đức tiên sinh. Lão già, ta muốn nói với ông, thật sự thì cái đó không quan trọng. Người một nhà hòa hòa thuận thuận, còn cần thiên hạ đệ nhất để làm cái gì chứ? Được rồi, không nói nữa. Thật sự ta cũng nghĩ qua, thiên hạ đệ nhất cái gì chỉ là hư danh mà thôi. Thật đáng tiếc, ta có một chuyện này nghĩ mãi không ra. Có phải bà đã đi đảo Bích La không? Đi ở với cái tên Đinh Bất Tư kia, đây có phải là sự thật không? Trời ơi, cái lão già này, ông cũng không có bị điên thật đâu. Sao oan uổng ta như vậy hả? Ông tin những lời giang hồ đồn đại đó làm gì chứ? Ông mà còn nói nữa ta sẽ đâm đầu đi chết. Ta đi chết Tiểu đi Thúy à. Được rồi, những lời giang hồ đồn đại cũng là không có lửa làm sao có khói. Cái lão già họ Đinh đáng ghét kia, hắn đối với bà thật là thâm tình. Ông ta thâm tình với ta thì sao? Mấu chốt là ta là thâm tình với ai kìa? Đà bà, bà nói có thật không vậy? Trong thời gian này ta thật sự lo muốn chết luôn á. Cái lão già này của bà, cái gì quy chấn võ lâm, cái gì thiên hạ đệ nhất, ở trong mắt ta đều không sánh được với một nụ cười của bà đó. Vì sau này bà không được rời khỏi ta đâu nghe. Được, ông lúc nào cũng như vậy thì tốt. Có điều bà già kia lại có chuyện gì nữa? Chúng ta đã nhận được lệnh bài của hiệp khách đảo. Rốt cuộc cũng tới. Thôi được rồi, cứ để ta đi. Không, ông không thể đi. Ông thử nghĩ xem, Tuyết Sơn phái có nhiều việc như vậy đều đang đợi ông xử lý. Ta đi thay ông. Tuyết Sơn phái vẫn còn Bạch Giảng Kiếm lo. Ta đường đường là quy đức tiên sinh, làm sao có thể để phu nhân của mình chết thay? Người ta cười cho chết đó. Chỉ là khi ta nghĩ tới phải rời xa bà lâu như vậy, trong lòng ta liền thấy không thoải mái. Được rồi, không nói chuyện đảo hiệp khách nữa, cứ để một bên. Nhưng là ông đó, cái gì mà thiên hạ đệ nhất, cái gì quy đức tiên sinh, quy phong lẫm lẫm, tư thế oai hùng, lúc trước vẫn còn oai, nhìn bây giờ xem, trời ơi, ông tự nhìn lại mình đi, biến thành cái dạng này rồi, quá thật đệ nhất lôi thôi, chúa lôi thôi. Mau dọn dẹp lại đi, phái Tuyết Sơn có rất nhiều việc chờ ông xử lý đó. Ủa tiên sinh. Thạch ban chủ, thuộc hạ tới thăm ngài đây. Nè, bố tiên sinh, xin ông thương xót, xin hãy thả ta ra ngoài đi. Thật ra thì ta cũng rất muốn thả người ra ngoài, nhưng mà Trường Lạc Bang trên dưới đều rất cần có người. Nè bố tiên sinh, tên cẩu tập chủng không phải nói sẽ thay ta đi đảo hiệp khách sao? Ông thả ta ra đi mà. Không sai, cậu ta đã đồng ý đi rồi, vậy nhưng bây giờ tìm không thấy người, tới lúc đó cậu đi rồi chúng ta liền thả người đi, nếu không đi cũng chỉ có thể áp giải người đi đảo hiệp khách. Ông bối hại thạch, ông là đồ tiểu nhân. Thạch ban chủ, tiểu nhân còn hơn là bị chết nữa. Ông bối hại thạch, ông sẽ không bị chết tử tế đâu. Ta cho ông biết, chờ mẹ ta tới, cha ta tới rồi, ta ra ngoài sẽ không tha cho ông đâu. Cái lão già bệnh hoạn, không được đi, ông quay lại. Tài tự miễn, thành tự học, liêu tự lệ, lương tự tiến. Các người nghe đây, các người phản loạn phạm thượng, đã phạm vào nhiều tội như vậy nên phải trừng phạt. Chỉ có điều các người với ta là cùng ở trong một sư môn, chúng ta có hơn vài thập niên tình nghĩa. Bây giờ ta muốn các người từ hết tất cả chức vụ trong Tuyết Sơn phái. Các người đều xuống núi, bỏ vũ khí xuống, đi xuống núi đi. Ta trưởng môn sư huynh. Không giản lý, ngươi bị mê hoặc, phạm vào tội lớn, tội không thể tha, đáng lẽ nên phạt nặng. Nhưng niệm tình ngươi có tình nghĩa sư đồ với ta, tội ngươi phạm cũng là có lý do. Như vậy đi,
ta sẽ phạt ngươi cấm túc 3 năm. Thử nhìn lại mình. Đa tạ trưởng môn. Còn về các đệ tử khác, các ngươi là bị ép buộc, ta phạt các ngươi 30 đại bản, sau đó thì cho qua. Quy đức tiên sinh, thiên hạ đệ nhất. Thật ra lúc trước ta cũng không quản được bản thân cho tốt, trước kia làm các ngươi quán sợ vạn phần mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Tất cả chuyện này hôm nay ta cũng không biết nên xử lý thế nào. Từ nay về sau gia quy nhà ta sẽ thật nghiêm khắc, bởi vì nếu không trách phạt các ngươi thì sẽ khó phục chúng. Cho nên từ nay về sau, Bạch Tự Tại ta cũng sẽ cho các ngươi một câu công đạo. Còn nữa, hiệp khách lệnh đã tới, ta cũng phải đi coi một chuyến. Ta đi coi bên trong hiệp khách đảo có cái gì khác lạ hơn người. Từ nay về sau, các ngươi đều coi như chưa từng nhìn thấy ta đi. Về sau, tất cả mọi chuyện ở trong bang hội này, ta sẽ giao cho con ta Vạn Kiếm tới xử lý. Về sau, dám mong mọi người thông cảm nhiều hơn. Tuân lệnh. Chà, ngài dạy không thể được. Chuyện mà ta đã quyết định, có gì mà không được chứ. Ta có thể nói không không? Tiểu Thúy, chuyện về đảo hiệp khách thì ta không nói nữa. Bây giờ, trước tiên chúng ta xử lý việc của phu phụ Hắc Bạch Song Kiếm một chút đi. Hay à, dù sao cháu gái của ta cũng đã về rồi, mấy cái chuyện lung tung lộn xộn đó ta không muốn lo nữa. Nè, các ngươi cứ tự xử lý đi. Không được, ông cần phải tự mình xử lý với ta.